Xin chào mọi người, thì đã lâu rồi mình chưa làm clip. Hôm nay mình làm clip để nói về một vài vấn đề xảy ra với đàn hamster của tụi mình. Thì có một tin buồn và một tin vui. Đầu tiên mình sẽ nói về tin buồn trước. Đó chính là như các bạn thấy thì hiện tại mình chỉ còn có hai chuồng hamster thôi. Thì tin buồn của tụi mình chắc các bạn cũng có thể đoán ra. Đó chính là vì số lượng hamster quá nhiều nên mình không thể nuôi hết được. Nên bọn mình đã nhờ một chú ở Gò Vấp nhận nuôi 4 bé hamster của bọn mình. Thì bọn mình hứa là thì thỉnh thoảng sẽ về đó và quay clip cho các bạn xem các bé hamster nhiều hơn. Thì đây là clip mà em mình khi mà về dưới Gò Vấp quay. Thì do là thời gian không có nhiều nên không thể quay rõ các bé được, các bạn thông cảm. Thì như các bạn đã thấy thì các bé vẫn là khỏe mạnh, bình thường, vẫn là mập. Và mình đã chuẩn bị cho các bé đầy đủ là hai cái wheel và một bình nước, một cái chén ăn. Và bé rất là thích cái lồng này. Thì lồng này hồi trước là lồng của ba mẹ của các bé. Thì tin vui thứ hai của bọn mình đó chính là cặp hamster trắng sọc đã sinh sản lần thứ hai. Thì lần này các bé đẻ được 4 bé. Đây, mình mở ra cho các bạn xem. Các bé tới nay đã được 6 ngày tuổi rồi. Thì do đây 4 bé, mình nghĩ là cũng 3 trắng sọc và 1 sapphire. Bởi vì một trong hai bé này có gen của sapphire. Tới đây thì mình cũng muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm luôn. Là khi mà đẻ thì quá là bất ngờ, thì bọn mình cũng không biết nữa nên là không có tách bé đực ra kịp. Nhưng mà trong khi mà sinh sản rồi á, mình thấy bé đực rất là chăm con rất là tốt và giúp được nhiều của bé cái, mà bé cái không cắn nên mình đã để bé đực ở chung với bé cái luôn. Trong khi bé cái đẻ thì quá bất ngờ nên là ngay cái lúc mà bọn mình thay chuồng luôn thì chuồng hôm ấy rất là dơ nên mình nghĩ là không có tốt cho sức khỏe hamster baby nên mình đã mạnh bạo là thay chuồng luôn. Thì các bé không có bé cái không có cắn hoặc là ăn bé các bé hamster baby. Lúc mà mình thay chuồng á thì mình để một cái này để cho các bé, để bé có thể vô ẩn nấp và đỡ lo lắng hơn. Sau đó thì mình thay chuồng một cách nhẹ nhàng thôi. Mình bỏ hết giấy vào bịch và thay lót chuồng mới. Bé mang thai lần thứ hai và đẻ lần thứ hai rồi nên là chăm con rất là tốt, không có bé nào bị xảy ra vấn đề gì hết. Thì lần này còn có thêm bé địch chăm nữa nên là không phải lo lắng chuyện gì. Thì để mình mở ra cho các bạn xem kỹ hơn.
Đây. Bé đang là bú mẹ nha các bạn. Bú rất là khỏe luôn. Hamster thì các bạn do là tuổi thọ các bé rất là ngắn nên không cho các bé sinh sản quá nhiều. Đây là lần thứ hai bé sinh sản rồi nên mình sẽ không cho bé sinh sản thêm nữa. Thì đây là cặp hamster vàng chanh của mình hồi trước. Thì mới đây thì mình đã thấy các bé quan hệ với nhau, hy vọng là sẽ có tin tốt cho các bé vàng chanh này. Đây, mình sẽ chiếu kỹ hơn. Đây, bé mẹ đang là chăm con. Các bé này là mình nhớ đến các bé trước, do là số lượng và màu sắc cũng rất là giống luôn. Đây, bé tha lại cổ nè. Không, rồi bé bỏ vô ngôi nhà rồi. Thì mỗi lần mà có chuyện gì thì bé thường gấp các bé nhỏ vô căn nhà. Đó. Các bé sợ là mình sẽ bắt các con của bé đi. Vậy ngày thì chưa có ra được màu đậm nhưng mình có thể đoán được màu là hai bé trắng và một bé sapphire. Rồi các bé đã đem con vào nơi trú ẩn rồi. Thì mình quay đến hết bé này thôi. Rồi. Bé không cho mình coi các hamster baby nữa nên mình xin tạm ngừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích video thì hãy để lại một like, một subscribe. Và nếu các bạn có thể thì hãy share cho bọn mình nữa. Chào tạm biệt tất cả các bạn.